Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, đến thời điểm hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can, trong đó có 3 bị can là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc tập đoàn Thuận An, 3 bị can là lãnh đạo, cán bộ, quản lý, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Các địa phương cũng đang khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra các dự án gói thầu có liên quan tới tập đoàn Thuận An. Ngay sau khi Chủ tịch Thuận An Group bị khởi tố bắt tạm giam ngày 16 tháng 4, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị tỉnh cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An tại tỉnh Đắk Lắk. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp chỉ đạo các sở ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ liên quan đến gói thầu số 3 thi công xây dựng đoạn km 0 đến km 20+500 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh đông thành phố Buôn Ma Thuột. Hồ sơ đề nghị bao gồm quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế thi công, dự toán xây dựng, hồ sơ mời thầu, quá trình đấu thầu, dự thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quá trình triển khai dự án và gói thầu số 3. Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về ký kết, thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng dự án và gói thầu số 3. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trả lời bằng văn bản và cung cấp hồ sơ tài liệu theo quy định. Tại tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn cũng đã giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát báo cáo các dự án gói thầu do Thuận An Group và các đơn vị thành viên thực hiện tại Phú Yên. Tỉnh Quảng Nam cũng đang khẩn trương rà soát các công trình dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An có trên địa bàn. Thưa quý vị, chiều ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra còn có ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, ngày 15 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Được biết, tiền thân của Thuận An Group là Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, được thành lập ngày 4 tháng 8 năm 2004. Thuận An Group là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Ngoài ra, trước đó trên website của Thuận An Group còn giới thiệu kinh doanh cả trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Thuận An Group hiện đóng trụ sở tại số 141 đường Trường Trinh, tổ 20, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đáng chú ý liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Trước khi bị bắt, ông Nguyễn Duy Hưng cũng đang làm lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật của một loạt doanh nghiệp khác. Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng từng giữ vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Haru, được thành lập vào tháng 2 năm 2022 với vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Trong đó, ông Hưng và cổ đông Dương Đình Dũng mỗi người góp 82,5 tỷ đồng, tương đương 33% vốn góp. Cổ đông Bùi Văn Tiến góp 85 tỷ đồng, tương đương 34% vốn góp của doanh nghiệp này. Đến tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Haru đổi tên thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Vận tải Dịch vụ Thành Đạt. Vị trí người đại diện theo pháp luật cũng chuyển từ ông Hưng sang ông Lê Văn Lợi, sinh năm 1994. Đến tháng 3 năm 2024, doanh nghiệp này giảm mạnh vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng xuống chỉ còn 9,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Mới nhất vào đầu tháng 4 năm 2024, vị trí lãnh đạo của doanh nghiệp tiếp tục có sự thay đổi khi ông Ngô Quốc Việt, sinh năm 2000, thay vị trí ông Lê Văn Lợi, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Thành Đạt. Ông Nguyễn Duy Hưng cũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Điện lực. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 1 năm 2019 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Công Kiền, Nguyễn Văn Nam, mỗi người góp 25 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn mỗi người 25%. Cổ đông Phạm Hồng Hà góp 50 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ góp vốn 50%. Ban đầu, ông Phạm Hồng Hà, sinh năm 1968, giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Hưng được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp này vào tháng 9 năm 2020. Ông Nguyễn Duy Hưng cũng đang giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tài nguyên Xanh từ năm 2019. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4 năm 2011. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do 4 cổ đông góp vốn, trong đó cổ đông Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Hồng Quang mỗi người góp 45 tỷ đồng, tương đương 45% cổ phần. Cổ đông Nguyễn Bắc Hải góp 3 tỷ đồng và cổ đông Nguyễn Văn Vinh góp 7 tỷ đồng. Tại thời điểm tháng 11 năm 2016, cơ cấu cổ đông doanh nghiệp này có sự thay đổi khi chỉ còn 2 cổ đông sáng lập góp vốn gồm Nguyễn Tiến Dũng góp 42,5 tỷ đồng, tương đương 42,5% vốn góp và cổ đông Nguyễn Hồng Quang góp 47,5 tỷ đồng, tương đương với 47,5% vốn góp. Ông Nguyễn Hồng Quang, sinh năm 1975, giữ vị trí Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trong thời gian sau đó, doanh nghiệp đã giảm mạnh vốn điều lệ về 30 tỷ đồng. Phải đến tháng 12 năm 2020, doanh nghiệp này mới tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên thành 70 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được công bố chi tiết. Một doanh nghiệp khác, ông Hưng giữ vị trí lãnh đạo là Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên GMC Hà Nội. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 10 năm 2020, có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình điện. GMC Hà Nội có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Ông Hưng giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.